đến cái ý làm quân đội vô với lọc gió. Chịu làm ba đa luôn rồi, cọc 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 nó ra bả nhôm này luôn rồi. Này nó khuyết cái nồi đây, cái thắt ý 150 này là quý 6 luôn, sống quá bíp ni tròn. Cái này là mà phun nồi bô lọc gió. Nồi thì mình phay cánh bi để độ, mình vớt thì nó mở cái tua hết lên này luôn, còn zin thì nó lên tới đây thôi. Rồi, bố carbon nha, xe này cạnh tới nha nè, cũng là mạnh, chủ xe rất là chịu chơi, nó thả được vô đồ chơi luôn, cái zin nữa bằng giấy á, chạy lâu này nó không bắt, nó bị ít thiếu gió. Làm xong rồi mình quay cho lên xe nó. Cái nồi này là nó bị vũ cạch 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 luôn, trước khi làm mình có quay cho anh em xem á. Thì thắc ý khi mình làm lại phun nồi bô lọc gió xong rất là im đó, đã kia của rõ lên cho anh em xem nha. Cái nồi lên test cho anh em xem.
350 màu xi măng, nồi bô lọc gió. Trước đây là nồi bô xăng lửa. Nó 27 300 Barrio Eblet 300. Mình làm đầy đủ hết nha. Rồi ẹt nhỏ, ẹt tự động. Thank you.